Niềng răng giá bao nhiêu? Đấy luôn là câu hỏi của rất nhiều khách hàng hỏi bác sĩ Cường khi mà đến với nha khoa. Chi phí niềng răng là như thế nào? Và chúng ta hãy xem ở trong video này nhé. Và trước khi bước vào nội dung video chính thì xin giới thiệu với mọi người, thì tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Cường với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nha khoa, đặc biệt là niềng răng. Và tôi cũng đã từng làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, đầu ngành về răng mặt. Và tôi cũng đã tốt nghiệp khóa học nội trú về chỉnh nha bên Đại học Yonsei, một trong ba trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc về lĩnh vực y tế. Và bây giờ không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, hãy đi vào vấn đề là niềng răng giá bao nhiêu. Và trong phim này thì bác sĩ Cường đang phân tích một hình ảnh của một bạn là chuẩn bị niềng răng. Các bạn có thể thấy là bác sĩ Cường sẽ chụp một cái bức ảnh dọc như thế này, chụp một bức ảnh nghiêng như thế này. Ồ, mà tại sao nhiều chi tiết thế? Và đó cũng là một trong những điểm mà bác sĩ Cường muốn nói ở trong video này. Đó chính là sự chi tiết mới tạo nên thành công. Trước khi mà bắt đầu niềng răng cho bất kỳ khách hàng nào thì chúng tôi đều tuân thủ nguyên tắc là phải có phim chụp đầy đủ, phải có mẫu hàm của khách hàng, phải có hình ảnh của khách hàng một cách chi tiết, và chúng tôi sẽ lên kế hoạch chi tiết trước khi mà chúng ta niềng răng. Điều đó sẽ đảm bảo cho khách hàng có cái sự hiệu quả khi niềng răng. Điều đó sẽ đảm bảo cho sự phối hợp giữa bác sĩ với khách hàng một cách đảm bảo nhất. Nhiều người nói bác sĩ Cường khi mà ra phòng khám là tôi muốn đẹp nhất có thể sau khi niềng răng. Nhưng thật sự là đẹp nhất là như thế nào? Thì trong cái quá trình tư vấn với bác sĩ Cường thì bác sĩ sẽ tư vấn chi tiết là hình ảnh gương mặt của em sẽ thay đổi từ như là đến như thế này. Hình ảnh của em có thể thay đổi từ một gương mặt bị hô, bị móm trở thành một gương mặt hài hòa và cân đối. Và bạn chính là bạn trong một phiên bản đẹp nhất, chứ không phải giống như một cô nàng hoa hậu nào đó, như một anh chàng nghệ sĩ nào đó. Giá của niềng răng thì nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là trình độ chuyên môn của bác sĩ, thứ hai là thương hiệu của phòng khám, thứ ba là vật liệu mắc cài mà chúng ta sử dụng. Ví dụ như trên thị trường thì những cái sản phẩm mắc cài về sứ thì sẽ có chi phí cao hơn với mắc cài kim loại từ 10 đến 15 triệu. Và đây nó cũng sẽ là những cái mắc cài thẩm mỹ hơn. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng những loại niềng răng bằng khay trong suốt thì nó sẽ có chi phí có giá cao hơn tương đối là nhiều, từ gấp đôi đến gấp ba so với giá của một loại mắc cài thông thường. Bác sĩ Cường ví dụ như là giá của mắc cài kim loại thông thường trên thị trường nó sẽ dao động trong chi phí khoảng từ 20 đến 40 triệu. Còn với mắc cài răng sứ thì nó sẽ thêm chi phí là từ 10 đến 15 triệu. Ví dụ nó sẽ có chi phí từ 35 đến 60 triệu. Và các bạn có thể tham khảo ở bên Viện Răng Mặt Trung ương thì sẽ có những cái mắc cài chi phí trung bình từ 50 đến 80 triệu cho một trường hợp chỉnh nha. Vậy thì giá nào là phù hợp? Điều quan trọng hơn là chúng ta sẽ cần xem là kế hoạch chi tiết cho cái điều trị của chúng ta bao gồm những gì, và bác sĩ sẽ cần đưa ra một cái bảng lộ trình kế hoạch chi tiết cho bản thiết kế nhà các bạn. Các bạn cũng đã từng xem những ngôi nhà sau khi mà thiết kế xong thì sau khi mà xây xong thì nó có thể trị giá 1 tỷ như thế này hoặc 10 tỷ như thế này. Vậy nên là cái việc chỉnh nha cũng như vậy, nó sẽ có rất nhiều chi phí. Nhưng điều quan trọng là hãy lựa chọn những nha khoa đảm bảo về chuyên môn, đảm bảo về giấy phép hoạt động, đảm bảo về luật pháp và đảm bảo về những cái kết quả mà các bạn nhận được sau khi mà các bạn niềng răng. Các bạn có thể tham khảo những cái hình ảnh mà có sự thay đổi sau khi niềng răng ở bên dưới bác sĩ Cường này. Vậy các bạn hãy lựa chọn cho mình một trong những nha khoa để đảm bảo được chất lượng và giá cả phù hợp với mong muốn của các bạn. Và nếu mà các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào thì có thể nhắn tin cho bác sĩ Cường qua số điện thoại bên dưới hoặc để lại bình luận thì bác sĩ sẽ tư vấn cho các bạn hoàn toàn miễn phí một cách chi tiết nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo về niềng răng, về răng sứ. Xin chào.